Đang trời đẹp trời. Quá đẹp luôn. Đường xá xe chạy tự nhiên thành sông hết nha anh em. Không biết vụ gì đang xảy ra luôn. Ghê thiệt. Quá dữ. Quá dữ, quá dữ luôn. Ui ồ. Ui chậu. Ây da. Hầm đậu xe trong này là coi như là mấy chiếc xe này là cái bộ tiêu. Let's go 251. Nguyên một dãy đóng cửa hết. Hả? Mấy cái tiệm này là trống không là cũng không ai vô, không ai vô mướn nè. Bên đây thì đình có mấy cái nè. Nước lên tới đây luôn rồi. Dễ sợ. Nước ngập lên đó. Dã man không? Đóng cửa hết. Đóng cửa hết. Hả? Sao đi? Nước nước ngập về sao đi? Ở đây sâu quá. Cái thằng này xú dại. Ở đây sâu. Yeah, đi lên đây được. Lên đây được không? Mênh mông. Mênh mông bát ngát. Tự nhiên đường xá đang yên đang lành. Giờ mình phải đi kiếm xuồng ghe đồ mình chèo ghe đồ nó mới vui nha. Đó, giờ mình chèo ghe đồ mới vui. Đi lên cầu không? Cái cầu con suy nhận có gì? Đi, đi lên cầu. Ồ, coi trên cái trục, cái người xe điện này. Ờ, cảnh sát chặn đường lại hết rồi. Cảnh sát chặn đường lại hết rồi. Nước ngập nè. Chào ba chúc. Khu này là khu ngầu nha. Đó. Rác ở đâu mà giữ và treo? Hả? Rác đâu giữ vậy con? Nói cho ba nghe coi, rác ở... litter là xả rác đó phải không? Yeah. Tại sao người ta xả rác, người ta hư quá vậy? Không có thùng rác. Điều. Nói sao không có thùng rác mà cái thay thùng rác không bao. À, rác ở đâu mà quá trời rác thấy chưa?
Vậy mà có nhiều người họ nói là ở bên Mỹ này không bao giờ có rác, Triệu ơi. Dạ, bên Nhật ba, ở bên Nhật không có rác đâu. Cũng có hết, chỗ nào cũng có hết á. Dạ, nhưng mà có ít nhất. Chỗ nào cũng có hết á, tại vì mình thấy những cái người ta cứ đưa vô mấy chỗ đẹp không à, người ta không có đưa vô mấy cái chỗ xấu. Nước lũ tràn về. Hello. Quá trời nước. Nước ở đâu quá trời. Đó, nước chảy quá trời luôn. Coi chừng mấy người đứng ở đó nha con. Đi cái đường giống như nãy mình đi lại á. Ui cha ơi. Ui cha mà ơi. Mỹ này nó thấy cái bông lục bình nó khoái quá, nó leo xuống nó vớt vô bằng được cái bông lục bình.
Ba đang đây nha Triều. Đi vô đó Triều. Ôi trời, đường xá giờ chơi thành nước vậy. Dốt dốt. Trời ơi, không. không chịu đi sát vô trong cái lề bên đây. Thì tới đây đạp thôi, mình hết đường rồi. Đó, ngập kiểu như vậy. Đó nó sâu như vậy đó. Đó, nó sâu như vậy luôn á. Đó, vui không? Giờ đi về nhà kiểu này là chết rồi. Mình đi về thôi. Ôi trời ơi, tiêu rồi. Tiêu rồi. Hả? Tiêu rồi. Nó đi vòng vòng hồi nước từ từ nó dâng lên. Nước càng ngày nó càng lên cao. Nước càng ngày càng lên cao. Giờ mình hết đi được luôn rồi. Kiểu này chắc phải chạy ra thôi con. Tiêu rồi. Vậy sao đi? Càng đi xuống dưới đó càng sâu thấy không? Sân đánh gôn. Sân gôn bây giờ là thành biển nước luôn rồi. Sân golf. Sân golf ở đằng kia giờ. Còn chơi được ba. Hả? Sao chơi? Còn chết chơi rồi. Được. Chết. Rồi. Yeah. Sân golf kìa. Còn, có green ba, còn chơi được. Còn chơi được khỉ. Chị muốn chơi không? À, mình lội ra ngoài đó mình chơi ha. Dạ. Ây dài dài. Tiêu. Úi dạ, cái con kiến. Cái kem này mau hết pin. Chưa là còn chưa hết pin. Cái này chưa hết, muốn gần hết pin. Úi trời, chết rồi. Man, kiến. Man, kiến lửa không chịu ơi. Yeah, kiến lửa. Bà nó mấy con kiến lửa ở đây quá trời. Đó, nước đã chưa? Ba. Cái này còn có cái rưỡi nữa ba, còn có rưỡi nữa, quý con quay cái bài đi 20 phút rồi. Dạ. Yeah. Còn phân nữa hả? Phân nữa là 50%. Còn 50% nữa đó. Quý con quay cái bài đi 20 phút rồi. Vậy á. Nhưng mà cái đó là HD á. Cái đó là 4K. 4K đó. Dạ, yeah, nhưng mà con có Wi-Fi 4K, con qua, ta coi xe truck. Dạ, yeah. Ôi trời ơi. Mình không chịu coi cái xe truck hồi nãy nó chạy. Xe truck đó mà nó ngập lên tới trên phân nửa chiếc xe thì mấy cái xe thường còn sao chịu nổi hả con? Đúng không? Rồi, à, kìa nữa kìa. Ồ, mấy chiếc Escalade này mới chịu nổi ha. Ơi. Nhiều kiến lắm, ở đó nhiều kiến lắm.
Đó, nước lên, nước lên. Tại vì lái xe. Giống như cái tsunami. Ôi, coi xe, xe tải lớn kìa. Xe đó để nó đi nó cứu người á. Em cái đầu xe một cái người mobile after Harvey. Ừ. Ồ, chiếc Escalade đó nó xuống đó mà gần bị lúng luôn á. Mình đi ra đó đi. Mình đạp từ từ đây. Để ba chỉ nè. Mình đi từ 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 từ, một chân mình chống ở trên cái đường. Mình để chiếc xe ở dưới. Xong ra tới cái bảng stop đó. Mình dùng sức mình đạp thiệt là mạnh qua bên cái nước đó là ok. Tại vì ở chỗ đó nó hơi bị sâu. Hiểu không? Mà đi trước. Nó cũng bị ướt cái dài một cái rồi. Ướt hết rồi. Ướt hết rồi. Ok, chào bà. Nhưng mà con có bị cắn đâu, mấy cái đầu con kia không có cắn con. Rồi, đi từ từ nè. Trời ơi. Đấy, tại ba đứng lên cái nhà của con kiến. Mấy con kiến dữ quá. Chưa. Ở đây trước. Chừng nào lên nữa thì mới vô tới nhà của Drake. Đó Jordan. Ồ, Jordan hả? Jordan đi qua đường kia mình quẹo vô. Rồi. Trời lúc. Wow. Ui dạo, ui dạo, ui dạo, ui dạo. Ba, đi nha. Ủa, nó đi giống ba vậy nè. Chết cha rồi, ra đây sâu quá rồi. Chết rồi, chết tôi rồi. Thấy chưa, thấy. Đó, thấy ba chạy trình độ không? Đây. Đây, mình làm giống nhau rồi đây. Hả? Giờ tới chỗ này cũng giống nhau luôn phải không? Đó. Nước lũ tràn về. Chết rồi. Chết rồi. Qua đây nữa rồi. Chào anh Vũ Phú Thuần nha. Chào anh Dân Ba Tư nha. Đường xá nhà em tự nhiên giờ nó thành dày rồi. Không biết làm sao đây, không biết. Tự nhiên vậy đó. Trời nắng đẹp chan hòa. Đang yên đang lành. Thành sông thành biển hết rồi. Mấy người đó đi tới cái đầu gối á Triều. Nước ngập mấy người đó đi tới cái đầu gối á. Hả? Xe nổi nước à. Đúng rồi anh. Đó. Thấy đường không? Thấy đường nó ngập không? Dễ sợ chưa? Này không biết hỏi mấy anh em que cụi không biết giải thích làm sao ta. Chết rồi, còn chỗ này nữa. Ôi, lội nước tiếp. Đó. Ui cha ơi. tới đây đỡ nước rồi hả? Giờ chạy vòng vòng lại chỗ này coi đi lại cái khu chỗ nhà Jordan thử coi.
Đó, đóng cửa hết rồi, bà con nghỉ hết rồi. Hôm nay là mình chơi lớn, mình xuống đường lớn mình đạp xe luôn. Norman. Hey, what's up, Norman? Where you play? Yeah, too wet, man. Hey, Norman. Norman nó tới cầm trái banh đi chơi mình vậy hả? Tội nghiệp vậy. Biết nãy mình vô mình chơi chung với nó. Tay đua Tour de France lội nước nãy giờ. Tour de France. Ô, oh, xích vô. Ê, cái xe kia chạy ngược chiều nha. Cái này là chạy ngược chiều nha. Cái này wrong way hả? Chạy ngược chiều. Đó. Có chỗ 60 cm, có chỗ cao tới đầu gối luôn rồi đó anh. Có chỗ ngập tới đầu gối luôn rồi. Chỗ nào trũng là xuống tới đầu gối luôn. Ồ, thêm chiếc xe thì chạy ngược chiều nữa nè. Chắc đứng xin cảnh sát nãy giờ ha, sao đây? Mấy người này là nhà ở gần trong khu này nè, bị nước ngập. Cảnh sát, cảnh sát. Đó, cảnh sát chặn lại không cho người ta chạy vô. Ê, bên này vậy mà đỡ đỡ. Ít nước hơn nè con. Anh em biết sao không? Ở trên cách chỗ em khoảng chừng mấy tiếng. Ở trên đó mưa bão lớn mà nó có cái hồ. Thôi cảnh sát chặn, úi rồi chết rồi, khu trong này nhà Jordan hết vô luôn. Mình lucky mình ở mé ngoài này, mình ok, mình hên mình ở ngoài. Chết rồi Triều ơi, mấy người ở trong này là bị ngập hết rồi Triều ơi. Ây da, cảnh sát chặn đường hết rồi. Ồ, ngập quá trời nước luôn. Chết rồi, chết rồi. Đó, nước quá trời rồi. Mấy người ở trong đó là hết đi ra luôn rồi. Jordan đồ bạn của con ở trong đó là hết đi ra luôn rồi. Nó bị kẹt luôn rồi. Ba nghĩ cái nhà thì còn ok. Cái nhà thì còn ok, nhưng mà cái đồ golf giỏi nữa. Cái đồ golf thì tại vì mấy cái chỗ cao thôi, chứ còn mấy chỗ thấp kìa, nước quá trời luôn, giống như nãy mình quay đó. Đó, nước quá trời ở trong đó luôn.
để cái xe này đây ba, lại ba lại cái chỗ này ba coi thử coi ở bên trong nó như thế nào. Đấy, ghê quá. Đó. Cái khu trong này là coi như là hết đường ra luôn nha anh em. Cảnh sát đứng chặn hết rồi nè. Cảnh sát đứng chặn hết rồi. Bây giờ là ai mà ở trong này là dính luôn á. Đó. Dính luôn rồi. Cái này chứng tỏ là nước hồi nãy nó lên tới trên này luôn á. Rồi xong rồi nó xuống bớt một chút á. Nhưng ghê, nhìn ghê không? Wow. Cái cầu đóng cửa phải không ba? Khai nữa còn có đâu. Đúng rồi, đóng cửa rồi. Đóng cửa phải không ba? Dạ. Yeah. Is that your car? No. I thought that your car and you want to get out. No, I live down there. You live in here? Yeah. Yeah. So your property okay? If it rains tonight, no. Oh, so you mean like the water around the border? Yeah. Oh no. Quá trời. Có cái bạn này mới nói chuyện là cái nhà của cái bạn này là nó nói tối nay chỉ cần một trận mưa nhỏ nữa thôi là coi như trận mưa nữa là coi như xong luôn đó, là nước vô nhà luôn á. That girl look like she fishing. She is. She tried to fishing. I don't know if she got any fish or what. Hope to. That's gonna be fun. The fishing is try to come here and play some golf and. I heard like they said they're gonna let some water, like from Conroe, some more water more? later tonight, like about 10. 11, something like that, a little bit. Because right now they let it go down, but they watch down here too, you know? So they're learning from Harvey. Yeah. Yeah, yeah. And for raining, we got some a little bit, but I look on the forecast, it looks like tomorrow. It's gonna rain. Yeah. Tomorrow, Sunday, some raining. But not too much, like 40%, something like that. Yeah. We don't want any more water though. Crazy. Ooh. The cop gonna be boring here. All right, nice to talking to you. I see ya. Trong đó mình chạy được cái cano được hết. Nước. Ở trong đó là chạy canoe được á. Cái con gái đó tội nghiệp nói là trời mưa nữa là nước vô nhà luôn á. Phải đi một chút nữa mới đến bên đây quẹo. Ở đó. Trời đã bị phơi. Quẹo ngay đó đó. Yes. Không quay. Quay phim đây coi. Có cái chị kia, cái sân đánh gôn, sân golf á anh em, sân golf ở Việt Nam mình kêu là sân gôn á. Chỉ ra chỉ đứng câu cá luôn, ghê thiệt, chỉ giác cần câu ra chỉ câu cá luôn. Không nhớ nữa má. Cái con gái đứng nói chuyện với mình cũng đi ra đó câu cá đó. Tiểu.
đi cái gì nữa mà đi, hoành lại thôi bạn ơi. Có cái bạn này còn định vô đây chạy xe nữa sao đi. Đi con. Ừ. Cách đây khoảng cách xa đây khoảng chừng hai từ một tiếng trở lên, một tiếng hai tiếng chạy xe thì nó có mưa lớn ở trên đó, xong rồi nước nó đầy quá nó xuống cái hồ, nước nó đầy quá nó tràn xuống cái hồ đó, thì trên đó nó có một cái đập, nước trên đó đầy quá nó phải mở đập, nó mở đập cho nước chảy xuống dưới này. Nếu mà không mở đập trên đó, bể đập là còn chết nữa. You good. Đó, cho nên xuống dưới này, bà con mà những người mà ở mấy cái khu nào trũng trũng nước ngập là ảnh hưởng hết. Cho chết hết. Mình tới đây mình phải thắng lại chứ. Để coi mình đi đường nào cho dễ ha. Đi qua đây. Chưa. Cái bãi đậu xe của chỗ tập thể dục thành cái biển hồ luôn.
nước lên. Nước lên cao quá rồi. Ôi, Việt Rai về tới nhà rồi. Việt Rai chạy về nhà rồi. Nãy giờ đạp xe đạp đi mệt quá rồi. Tạm biệt anh chị em nha. Ồ, ồ, đây có nhiều bạn đi bộ. Thank you. Tạm biệt cả nhà.